thứ bảy tuần thứ tư phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Chương 14 từ câu 7 đến câu 14. Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ anh em biết Người và đã thấy Người. Ông Philip-phê nói: Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Như thế là chúng con mãn nguyện. Đức Giêsu trả lời: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Sao anh lại nói: Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha? Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Anh em hãy tin Thầy. Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi Người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Suy niệm bài Tin Mừng hôm nay. Tiếp tục với đoạn Tin Mừng hôm qua, trả lời tiếp tục cho chúng ta thấy rõ huyền nhiệm nơi Chúa Giêsu, nơi bản thân Ngài và tương quan giữa Ngài và Chúa Cha. Trước lời xin của Philip-phê, Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha. Chúa Giêsu đã chắc tóc: Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy là ai ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha? Thật sự, đối với các môn đệ, các ông rất khó để hiểu những gì Thầy mình nói hay giảng dạy. Họ chỉ nhìn thấy một Giêsu bằng xương thịt ở với họ, cũng nhận ra Ngài có uy quyền trong lời nói và việc làm. Nhưng họ khó để hiểu một điều gì đó mang tính thần linh nơi Thầy mình, chứ đừng nói đến mầu nhiệm cao cả khác. Đi từ những giáo huấn xa gần, Chúa Giêsu mặc khải dành cho các môn đệ nhận ra Ngài là ai. Ngài không chỉ là Con Thiên Chúa như các môn đệ hiểu danh xưng, vẫn được dùng trong các sách trong Cựu Ước, nhưng Ngài còn là Thiên Chúa đồng hiển trị với Cha. Vì thế, ai thấy Thầy là thấy Cha, vì Cha và Ngài là một trong mầu nhiệm ba ngôi như Chúa Giêsu đã nhiều lần mặc khải. Nếu được hiểu theo nghĩa nào đó, khi chúng ta thấy Chúa Giêsu, nghĩa là chúng ta thấy Cha. Như theo một nghĩa khác, chúng ta không thấy Chúa Cha, ít nhất là không hoàn toàn. Khi Chúa Giêsu phán dạy là Cha dạy dỗ, khi Chúa Giêsu tha thứ đồng nghĩa là Cha cũng tha thứ. Xin Chúa Giêsu chữa lành, Cha cũng chữa lành cho chúng ta. Khi Chúa Giêsu trao ban cho chúng ta
sự sống, cũng là Cha tặng ban cho chúng ta sự sống. Xin Chúa Giêsu Kitô ban cho chúng con đức tin mạnh mẽ, để chúng con không chỉ sống niềm tin của mình, tin vào Ngài, nhận ra Cha nơi Ngài, nhưng còn là chia sẻ niềm tin đó cho những người chúng con gặp gỡ, để nhờ đó họ cũng được tham dự vào sự sống thần linh trong tương quan giữa Cha Con Thánh Thần, mà chúng con được ân hưởng tình yêu hiệp nhất và quyền năng nơi mầu nhiệm ba ngôi.